chào Kinh. Bây giờ nhà trai nè, giới thiệu trước cho nhà gái nể cái coi. Em chào anh Quyền Linh. Chào, chào em. Cô Hồng Vân với lại tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Thanh Triết. Nguyễn Thanh gì? Triết. Triết hả? Vâng ạ, T-R. Tên gì mà lạ vậy? Triết. T-R-U-I. Ê, Tàu Triết. Bữa nào mình bị mọc đèn là gọi cái tên đó là điên luôn á. Rồi, giới thiệu lại đi Triết. Em 28 tuổi, em quê ở Đồng Nai. Và em kinh doanh tự do. Về lĩnh vực gì? Dạ, cầm đồ. Dạ, cầm đồ. Cầm đồ. Trời ơi, mình giới thiệu liền đi cưng. Chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân cùng toàn thể khán giả trong trường quay ngày hôm nay. Chào bạn Lan bên kia. Em tên là Lê Thị Việt Trinh, hiện tại thì em đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Em làm khoa sản nữ hộ sinh ạ. Và ngoài ra thì em có kinh doanh thêm shop quần áo online nữa. Đối với em thì nói chung là làm nghề nào thì nó cũng cao quý hết á. Quan trọng á là hai người hợp nhau thôi. Ví dụ anh kẹt quá, anh cầm cái điện thoại này lên. Dạ, không cầm điện thoại. Ủa chứ cầm gì? Dạ chứ là cầm xe với nhà đất được thôi à. Thôi có điện thoại không cầm được thôi, cất vô. Cầm mà cũng chê nữa. Thường cầm cái gì cũng được chứ em sao kỳ vậy? Dạ không à. Cầm cái lớn lớn thôi đúng không? Dạ. Để dễ định giá đúng không? Dạ. Rồi, rồi mời đàn gái. Bây giờ em cho chúng tôi biết được cái điểm mạnh điểm yếu của em đi. Dạ, điểm mạnh của em là em rất là hòa đồng. Với lại nói thì cũng không ít mà cũng không nhiều, biết quan tâm đến những cái người xung quanh mình. Điểm chưa mạnh đó là đôi lúc nói quá nhiều nên là không có kiềm chế được. Cầm đồ nói sạch à? Đúng là bên kia nói nhiều hay cầm đồ kìa, đúng không? Dạ, tính của em hơi nóng. Em nóng kiểu như thế nào? Dạ, nói chung là nói nhiều thôi. Nếu mà gặp một người vợ của mình la như thế thì cảm nghĩ em sao? Em thấy bình thường à. Tại bình mình thường thì mình sai người ta mới nói chứ. Em có những điểm mạnh điểm yếu nào? Em hả? Điểm mạnh của em là gì? Thật sự em không biết nữa. Em điểm mạnh mà nhạt á. Dạ đúng rồi. Ủa là sao anh hiểu? Tại vì ví dụ như mình nhạt á thì mình không có đi tán gái hay mình đi lung tung được. Nhạt nó khác nha, nhát nó khác nha. Nhạt anh ạ. Ai cũng nói em nhạt hết á. Ủa vậy hả? Kỳ vậy ta. Rồi em cầm đồ rồi em nói sao? Thì nói trọng tâm vấn đề thôi à. Em nói sao? Ví dụ giờ anh tới cầm đồ này, cầm vô cái xe coi. Dạ. Rồi nói sao? Thì em giam coi cái xe. À, coi xe xong rồi định giá xe người ta thôi. Anh định đi giờ, em định giá đi giờ, anh cầm chiếc xe đó. Thì em cầm 10 triệu hoặc 20 triệu gì đó. Rồi, 10 triệu. Dạ. Anh nói không, xe tôi phải cầm 30 triệu. Dạ không. Không, tôi thấy xe tôi là ngon đó. Nhưng mà em không cầm. Vậy chứ cái điểm yếu của bạn là cái gì? Cái gì em cũng có, nói chung là không. Cái gì cũng có, nhưng mà không biết cái nào mạnh, nào yếu thôi. Có tật xấu không? Có, dù hay đi nhậu rồi thôi. Nhậu nhiều không? Sương sương à. Sương sương của em là nhiêu lon em? Dạo chừng 8 lon. Trời, xương xương nhưng mà 8 lon. Trời ơi, nhà gái ơi, em thấy sao nè? Thì em 5 lon. Bên này ta 5 lon đó chú ơi. Đàn gái cho đàn trai biết một chút xíu về đường tình duyên đi. Dạ, em có trải qua một cuộc tình 9 năm. Lý do chia tay là bởi vì trong thời gian mà em còn quen bạn trai em á, thì anh có một người phụ nữ khác. Nói nghe nè, nãy nhìn profile đó là chị thấy em rất là đẹp trai. Nhìn trực diện đẹp hơn em ơi. Có khi nào em định vị cho trong đầu óc mình một cô gái phải như thế nào? Dễ thương, hiền, không cần cao lắm đâu. Da trắng, mặt xinh, trung tình, dễ bảo. Nhưng mà có răng khểnh nên nhìn nó dễ thương. Nếu mà khểnh đều luôn được không? Không, khểnh một cái thôi. Cái thôi hả? Ừ. Nhưng mà lý do gì mà tới bây giờ em chưa có không gia đình? Dạ, tại vì ai cũng nghĩ như vậy hết á. Còn em nói em chưa có người yêu thì cái bảo xạo. Nhưng thật sự là em có người yêu chưa? Hồi xưa em có quen người à. Cách đây cũng lâu lắm rồi. Mấy năm? Khoảng chừng 7 năm rồi. Tại vì hồi xưa em còn nhỏ mà, hồi xưa nít lắm. Hồi xưa là cái mối tình mà thiếu nhi mà. Tức là 7 năm qua em chưa rung động như cô gái nào khác? Vâng. Hồi đó anh có thằng bạn, nó cũng thất tình lần. Chứ nó không yêu con gái, nó quay qua yêu con trai. Bậy anh gì? Có không? Không, sao vậy được? Có không? Không, em mà BD thì em chích thuốc nhiều lắm á. Người em cơ thôi thế này. Vậy thì bây giờ làm sao để rung động với cái đối tượng ngày hôm nay biết đấy? Biết đâu, biết đâu được. Anh thấy sao? Ảnh 7 năm qua anh không rung động với ai đó. Dạ không, tại vì em nghĩ là chưa có gặp được người thôi. Rồi ví dụ trong cái việc mà phải về làm dâu thì em tính sao? Việc làm dâu không có thành vấn đề. Những cái gì mà em ghét nhất ở đàn ông là gì? Dạ, vũ phu. Anh này anh hiền khô, anh thấy không? Với lại gái. Ôi yên tâm, 7 năm trời không rung động với một con mắt nào hết. Sợ nó không rung động với con gái nữa đó. Cái điều quan trọng nhất của ở một người đàn ông theo em là gì?
chân tình. Nãy giờ nói hết có nhiêu nói hết trơn. Em có thích đẹp trai không? Em là anh gái nên mê trai là điều tất nhiên luôn. Mẫu bạn trai của em á thì nói chung là cao trên 1m7 là được rồi. Đẹp trai khoai to. Đẹp trai khoai to. Cái vụ khoai tôi không biết à. Cái đó là tôi cũng không bao giờ dám hỏi ha. Ông đi hỏi nhỏ người ta, ông nói nhỏ lại cho tôi nói nhỏ cho cổ. Dạ hàng độ. Dạ hàng độ. Hàng độ. Độ. Hàng độ là hàng gì em biết không? Tôi không biết luôn á. Ông Linh nói sao tôi nói y chang vậy đó. Mà tại yêu cầu làng gái thì mình phải hỏi. Thì đó thì đúng tôi rồi. Yêu cầu thì tôi hỏi đó. Rồi xong. Hả? Độ lên cũng được. Độ lên cũng được. Không có độ lên. Mà tự nó ra độ sẵn. Yên tâm. Nói chung chuyện đó thì anh không đảm bảo. Tự mọi người biết. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi ha. Em gái đi với ai? Em đi với lại các cô đồng nghiệp, với lại các bạn và bạn thân của em. Trước tiên là cho em gửi lời cảm ơn chương trình và gửi lời chào đến cô Hùng Vân và anh Quỳnh Linh. Cô nữa giận đi về giờ. Dạ vậy em xin lỗi chị Hùng Vân ạ. Chị tha lỗi. Gửi lời chúc sức khỏe đến em Minh Triết và Việt Trinh. Thì mình cảm nhận được là cũng cần có một cái gì đó bù trừ đấy. Với Việt Trinh của nhà mình ở cơ quan ấy, thì cháu rất là tốt tính, làm việc rất là có trách nhiệm. Mong là hai cháu sẽ tự tìm hiểu tiếp. Ở Triết ấy, có vẻ hiền, từ từ và điềm đạm, chắc chịu nổi cái tính là cái tông khá cao của cháu. Này Triết đi với ai? Dạ em đi với em với lại bạn ạ. Em chào chị, em chào anh. Chào em. Thấy Việt Trinh sao nè? Dạ em thấy dễ thương ạ. Em thấy hai người có thể hợp với nhau không? Dạ em nghĩ là hợp ạ. Ở nhà Triết có ai theo đuổi không? Dạ hình như là nói chuyện hơi vô duyên đó phải nè. Anh có duyên lắm á. Em thấy Triết có thương ai vòng vòng xóm nữa không? Không ạ. Triết có tâm sự dẫn ai về nhà không? Không ạ. Triết có đi chơi với bạn trai không? Dạ có. Đi ăn nhậu đồ ạ. Rồi bây giờ mình gặp nhau rồi mình cảm nhận về nhau và chúng ta mở rào. Tới luôn, tới luôn. Em là cầu được ước thấy đó. Muốn răng khểnh là có răng khểnh. Tới luôn. Da Chứ. Trắng là có da trắng à, tới đâu? Tới đâu? Tới, tới tặng bông. Ủa, rồi nên có quà cáp gì không vậy? Có. Ờ, em tặng. Được. Cảm ơn. Coi cái gì trong đây từ từ. Nhận quà rồi đưa cho ông Quyền Linh là sao trời? Coi kiểm tra giùm. Nhát quá mày làm phụ luôn chứ. Dây nịt. Sao giống bông tai rồi này kia nó. Đâu bông tai? Tới dòm từ xa thế. Dây nịt. À, lấp lánh bọc ly đông dòm tưởng bông tai rồi. Rồi tặng có cái bông à hả? Dạ không phải đâu, tại bông chương trình á. Đồ quà của em đâu? Tại vì em đi lạc là đặt trên đây rồi nhưng mà đi lạc. Đi lạc cái hai vòng luôn á. Trời thật ơi. Cái mức mà bông chương trình đưa nó cũng nói nữa. Trời ơi, nhỏ tặng cái dây nịt đẹp quá nè. Không, cái này không có vấn đề, về Đồng Nai là xong hết. Là tặng sao đúng không? Nhưng mà hồi nãy là đi lên là có chuẩn bị quà không? Thôi đừng hỏi, nó nói tùm lum hết trơn vậy. Phải hỏi chứ. À, lúc đầu là chuẩn bị ở nhà rồi. Chuẩn bị cái gì? Dạ, bông. Bông hả? Dạ. Bông, bông bự. Bông bông không? Bó bông á. Một bó bông rồi dạ. Xong sao không cầm đi? Là tại vì đi nó quên. Quên? Đi quên xong lên Sài Gòn này kiếm chỗ mua nhưng mà đi lạc đường. Em cảm nhận cô gái này thế nào? Em dễ thương à? Em gái cảm nhận anh thế nào? Dạ, dễ thương. Tới mức vậy? Phải đẹp trai mà dễ thương. Hả? Đẹp trai mới chịu. Đó. Đẹp trai rồi khoai vải to. Dạ. Đẹp trai rồi khoai vải to. Rồi. Thì hàng độ 14 ly thôi. Hàng độ 14 ly thôi. Câu trả lời đó chịu chưa? Anh có thấy thích ăn thịt mỡ không? Ăn thịt mỡ hả? Ăn thịt mỡ. Vâng ạ, cũng có. Cái nồi thịt kho mà không có mỡ sao ăn? Nó nạt không ăn dở lắm. Đúng ạ. Lần đầu tiên mà gặp ở dưới đó thì em thích đi đâu?
Anh đi xem phim được rồi anh. Tại vì đi xem phim trong rạp chiếu phim nó cũng tối lắm. Dạ. Nếu vậy thì mình đi nhậu luôn cho nó lành đi. Em thích xem phim gì? Dạ em xem phim hành động Mỹ anh. Biến hỏi gì vậy? Em nhìn ở cô gái này em thích điều gì nhất? Cười. Cười, đúng là cười rất là tươi. Tại sao? Tại vì sao? Cô ấy răng. Răng khẩn đúng không? Dạ. Em có mong muốn mình lấy vợ không? Dạ cũng nghĩ tới mới đi. Ba mẹ ở nhà có hối gì chưa? Dạ có. Nhát như con gái vậy thấy chưa? Giờ qua nắm tay Trinh đi. Rồi cảm giác nào hơn? Đó, cầm vô, đó. Rồi đó, sao nè. Nhìn vô mắt bạn đi. Nhìn vô mắt bạn á Triết. Dạ vâng ạ. Nhìn vô bạn thấy sao Triết? Em thấy nó mềm. Nắm luôn hai tay luôn. Tay bên kia nữa. Tay bên kia nó cầm hoa rồi. Cầm hoa thì kệ cầm hoa. Mình cứ nắm tay đi đó. Chủ động lên đó. Bây giờ nè, em nói cho bạn mới biết cảm giác của em thế nào đi. Nói với bạn đó đi. Nói bây giờ mình thấy trong người thế nào, nói luôn đi. Nhìn tim đập hơi nhanh một chút. Đó, rồi tim đập nhanh là có gọi là có. Em có. Nhìn thẳng vô mắt bạn gái đi nè. Ôi đi cô gái như vậy chết rồi nè. Nhìn thẳng vô mắt bạn gái. Bạn gái là một người rất bản lĩnh nha. Đừng có liếc qua đây. Nhìn 30 giây nè, không được liếc qua đây. Để xem. Trong đôi mắt em. Thấy gì? Em thấy gì đôi mắt ấy? Kệ người ta đi. Nè, bây giờ tôi với ông minh họa nè. Tôi với ông minh họa ra đây. Trong đôi mắt anh hát á, hát á. Không. Trong đôi mắt em anh là tất cả. Là tình yêu. Nó buông luôn rồi, nó buông luôn rồi. Trời ơi, chết rồi. Đừng bấm vì bất kỳ điều gì cả nha. Chuẩn bị. Kiểm tra lại con tim mình một lần nữa đi các bạn. 3 2 1 Hết thời gian. Không ai bấm cả. Tại sao em không bấm? Em không biết đâu. Hả? Thì cảm thấy nó chưa tới thôi. Còn em thì sao? Sao em lại không bấm? Nói chung là tại vì khi em nắm tay ảnh thì em chưa có cảm nhận được cái điều gì hết. Dù sao đi nữa thì cũng cảm ơn hai bạn đã đến với tham gia chương trình. Rất tiếc các bạn không bấm nút hẹn hò nên chưa may mắn nhận được phần quà là một cặp vé du lịch Dubai trị giá 60 triệu đồng đến từ thương hiệu Vietsun Travel. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống, bạn nhỏ của mọi nhà. Phần quà dành cho mỗi bạn là một nồi cơm điện đến từ Akino. Cảm ơn. Rất tiếc, chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6 triệu 990 ngàn đồng vẫn chưa có chủ nhân. Trước khi đi gặp một người bạn gái nào, chúng ta phải tập trung hết sức mình. Yeah. Phải chuẩn bị cho nó kỹ, cho dù không biết họ là ai. Yeah. Hãy tập trung bởi vì đó là có thể đó là nợ, là duyên của mình nha. Yeah. Đừng hời hợt bất kỳ một cuộc hẹn hò nào cả. Dạ vâng ạ. Hãy cố gắng, mặc dù em rất đẹp trai, rất là chân thật, nhưng có những điều quá thật cũng không tốt đâu. Dạ. Thực sự bạn này rất là cá tính trong cái cách trả lời của bạn á. Chỉ có điều á, cái người đó chưa xuất hiện mà thôi. Rồi, chúc các bạn sớm tìm nửa yêu thương của mình. Ưu điểm thì là em không hút thuốc, không uống rượu. Anh im đi, đừng có nói nữa. Cô nói im đi. Đòi mà... má. Thấy em không có tật xấu gì. Em không có tật xấu. Vậy là tật xấu của em là quá tự tin đó. À, có thể là vậy chứ. Em hay nhiệt tình nhưng mà em nghĩ đó cũng là một cái điểm yếu của em. Để biết nấu ăn. Nấu ăn, tốt. Thứ hai là em có năng khiếu về thể thao. Cái người đàn ông em yêu là phải mạnh mẽ, phải có tính quyết đoán. Tóc dài, đen và có xoăn nhẹ ở cuối. Tóc dài, đen, có xoăn nhẹ ở dưới. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh.